여러분, 안녕하세요. 그동안 잘 지내셨죠? Xin chào các bạn. Không biết trong thời gian các bạn ở Hàn Quốc thì các bạn đã đi mua một số hàng hóa ở một số nơi chưa ạ? Nếu các bạn đi mua rồi thì mình nghĩ chắc là các bạn sẽ dễ nhận ra một điều rằng nếu mà chúng ta mua hàng ở các tiệm bách hóa hay những cái tiệm cao cấp hay những cái nơi có cái hóa đơn thì sau này khi mà chúng ta không vừa ý hoặc là không vừa hoặc là có vấn đề gì với cái mặt hàng đó, chúng ta có thể dễ trao đổi, dễ hoàn trả lại nếu chúng ta có cái hóa đơn đấy. Nhưng mà các bạn sẽ biết một điều chắc chắn rằng nếu mà các bạn mua cái hàng đấy ở chợ thì các bạn sẽ khó mà được hoàn lại hoặc là trả lại. Nhưng mà thậm chí có một vài mặt hàng người ta ghi ở chợ, người ta bán thì có người ta có thể là ghi ở trên một cái vài mặt hàng là cấm hoặc là không được hoàn trả lại đối với cái những cái mặt hàng đấy. Đó là những cái nội dung mà liên quan đến chủ đề chúng ta sẽ học hôm nay, đó là 돈으로 돌려받으면 좋겠어요. 돈으로 돌려받으면 좋겠어요. Có nghĩa là nếu mà nhận được lại bằng tiền thì tốt biết bao nhiêu. Đó là cái chủ đề mà chúng ta sẽ học trong cái bài học số 8 hôm nay. Nhưng trước khi đi vào tìm hiểu nội dung của bài, mình mời các bạn nghe cuộc hội thoại một lần. Mời các bạn cố gắng nghe rõ. 여러분 잘 들어보세요. 어서 오세요. 그저께 여기서 조카 옷을 샀어요. 그런데 아기에게 맞지 않아서요. 아, 사이즈 때문에 오셨어요? 아기한테 작아요? 아니요, 너무 커요. 돌 선물이었는데 두 살짜리 옷을 샀어요. 죄송합니다. 지금은 그 사이즈가 없어요. 그러면 돈으로 돌려받으면 좋겠어요. 네, 영수증 가져오셨어요? 여기 있어요. 여러분, 잘 들어보셨죠? 지금 우리 거기 관련된 단어를 같이 알아볼까요? Các bạn, bây giờ thì chúng ta đi tìm hiểu những cái từ vựng chúng ta sẽ học trong bài học hôm nay. Từ vựng thứ nhất đó là gì? Size. Size cũng là một tiếng Anh nhưng mà phát âm theo kiểu tiếng Hàn. Size có nghĩa là cỡ, kích cỡ. Và từ vựng thứ hai đó là gì? Yeongsujung có nghĩa là hóa đơn. Hóa đơn. Khi chúng ta mua hàng thì chúng ta cần phải có hóa đơn. Thì đó là từ hóa đơn, Yeongsujung. Và tiếp theo, từ tiếp theo đó là 그저께. 그저께 có nghĩa là hôm kia. Hôm qua là gì ạ? 어제. 그저께 thì 그저께 có nghĩa là hôm kia. Và một cái từ cuối cùng đó là từ 조카. 조카 có nghĩa là cháu, cháu cầu hay cháu gì hay cháu cô gì đấy, gọi là cháu thì là 조카. Thì bây giờ mình mời các bạn nghe từ vựng. 여러분 단어를 잘 들어보세요. Size, 영수증, 그저께, 조카. 우리 금방 단어를 들어보셨고요. 지금 관련된 내용을 같이 알아볼게요. Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu cái nội dung liên quan mà chúng ta sẽ học bài hôm nay. Thì đây là giữa hai người trong cuộc đối thoại, là giữa Hải và người bán hàng. Nội dung chi tiết như thế nào chúng ta bắt đầu tìm hiểu. Người bán hàng mới nói rằng 어서 오세요, 어서 오세요, xin mời vào, xin mời vào. Thì Hải mới nói là 그저께, 그저께 여기서 조카 옷을 샀어요. 그저께 여기서 조카 옷을 샀어요. Hôm kia, hôm kia. Mua ở đây
mua áo quần của cháu. Có nghĩa mình nói như thế, nhưng mà dịch xuôi là chúng tôi là tôi mua áo quần của cháu đây vào ngày hôm kia đó. Mua áo quần của cháu ở đây vào ngày hôm kia là cứ cho kê chụp khảo điều cái sao chụp khảo sức sắc sài ồ. 그런데 아기에게 맞지 않아서요. 그런데 아기에게 맞지 않아서요. Nhưng mà thế nào? Không vừa, vì không vừa với cháu. Chúng ta đã học cái từ a so o so rồi phải không ạ? Thì ở đây nó cái từ là matchi anasayo, có nghĩa là chúng ta nói là nhưng mà không vừa với cháu. Cái từ matta có nghĩa là vừa, thích hợp. Thì ở đây là không vừa với cháu tôi, không vừa với đứa trẻ. Xin lỗi các bạn, là không vừa với đứa trẻ. Agieke matchi anasayo, vì không vừa với đứa trẻ. Thì người bán hàng mới nói rằng à, size 때문에 오셨어요? Size 때문에 오셨어요? Người bán hàng mới nói rằng có phải là vì cái gì? Vì cái kích cỡ, vì cái kích cỡ mới đến đây phải không ạ? 오셨어요? 아기한테 작아요? 아기한테 작아요? Đối với đứa trẻ thì nhỏ phải không ạ? Có nghĩa là nhỏ hơn đối với đứa trẻ phải không ạ? Có phải là kích cỡ nó nhỏ so với đứa trẻ phải không? Thì Hải mới nói là 아니요, 너무 커요. 아니요, 너무 커요. Không ạ, quá lớn. Nó quá lớn. Và 너무 커요, quá lớn. 돈 선물이었는데, 돈 선물이었는데, 두 살짜리 옷을 샀어요. Nói rằng 돈 선물이었는데 두 살짜리 옷을 샀어요. Có nghĩa là gì ạ? Là đây là cái món quà có ngày thôi nôi. Nhưng mà mình đã học cái từ 모모는데, có nghĩa là mình có ý muốn nói một cái gì đấy nữa sau, tiếp sau cái mệnh đề trước. Có nghĩa là đây là cái món quà nhân dịp thôi nôi, nhưng mà đã mua áo với cái tuổi 2 tuổi, thú san cha đi của sư sắc sèo, đã mua cái áo với cái cỡ đứa trẻ 2 tuổi. Vâng ạ. Thì người bán hàng mới nói rằng 죄송합니다, 죄송합니다, xin lỗi. 지금은 그 사이즈가 없어요. 지금은 그 사이즈가 없어요. 죄송합니다. 지금은 그 사이즈가 없어요. Xin lỗi, bây giờ thì không có cái cỡ như thế. Không có cái kích cỡ đấy. Thì như thế nào ạ? Thì Hải mới nói rằng 그러면 돈으로 돌려받으면 좋겠어요. 그러면 돈으로 돌려받으면 좋겠어요. Vậy thì như thế nào ạ? Vậy thì nếu mà nhận lại được bằng tiền thì tốt biết mấy. Các bạn biết rằng ở đây mình xin giải thích thêm cái từ như thế này. Ở đây cái từ 돈으로 돌려받다, 돈으로 돌려받다 có nghĩa là trong tiếng Việt của chúng ta thì gọi là gì ạ? Là hoàn lại, trả lại. Thì tiếng Hàn gọi là 환불하다, 환불하다, 환불하다 có nghĩa là 돈으로 돌려받다, có nghĩa là hoàn lại, trả lại bằng tiền đấy ạ. Nếu mà chúng ta bằng tiền, nhưng mà nếu mà chúng ta đổi lại cái khác thì như thế nào? Đổi lại cái khác thì không phải là 돈으로 바꾸다 mà là 돈으로 돌려받다 아니고, nhưng mà là 물건을 바꾸다 thì trong tiếng Hàn gọi là 교환하다. 물건을 바꾸다 thì trong tiếng Hàn gọi là 교환하다. Thì các bạn biết rằng 교환하다 có nghĩa là mình sẽ đổi lại bằng cái món hàng khác. 물건을 바꾸다. Nhưng mà nếu mà 환불하다 thì là 돈으로 돌려받다, có nghĩa là sẽ nhận lại bằng tiền. Các bạn cố gắng phân biệt hai cái từ đấy. 교환하다, 환불하다. 교환하다, 환불하다. 환불하다. Đó là một cái thì là thay thế hay là đổi lại, trao lại, trao đổi, nhưng mà một cái thì là hoàn lại, trả lại, nhận bằng tiền. Và người bán hàng mới nói như thế này. 네, 영수증 가지고 오셨어요? 영수증 가지고 오셨어요? Vâng, vậy đã mang hóa đơn đến không ạ? Thì Hải mới nói 여기 있어요. 여기 있어요. Vâng, ở đây ạ. Đâu ạ?
Bây giờ đó là cái nội dung mà mình vừa giải thích cho các bạn. Bây giờ mình xin mời các bạn nghe lại một lần và các bạn cố gắng nghe rõ. Sau đó các bạn cố gắng tập nói theo. 여러분, 다시 한번 잘 들어보고 잘 들어보시고 따라해보세요. 어서 오세요. 그저께 여기서 조카 옷을 샀어요. 그런데 아기에게 맞지 않아서요. 아, 사이즈 때문에 오셨어요? 아기한테 작아요? 아니요, 너무 커요. 돌 선물이었는데 두 살짜리 옷을 샀어요. 죄송합니다. 지금은 그 사이즈가 없어요. 그러면 돈으로 돌려받으면 좋겠어요. 네, 영수증 가져오셨어요? 여기 있어요. 여러분 잘 들어보셨죠? 지금 다른 것을 알아볼까요? Bây giờ chúng ta đi tìm hiểu những cái câu cần ghi nhớ. Những cái câu cần ghi nhớ ở đây thì sẽ có liên quan đến với bài học mà chúng ta, đến cái nội dung mà bài đối thoại mà chúng ta vừa học. Thì bây giờ câu thứ nhất là gì ạ? 다른 것으로 바꿔주세요. 다른 것으로 바꿔주세요. 우리 배웠어요. 다른 말로 어떻게 해야죠? Vậy thì chúng ta nói cái câu khác như thế nào? 교환해 주세요. Các bạn ạ, 다른 것으로 바꿔주세요. Xin đổi lại cái khác. Hoặc là 교환해 주세요. Hai câu này đều giống nhau. Vâng ạ. Và câu thứ hai tiếp theo là gì? 마음에 드세요. 마음에 드세요. Mình hỏi đấy, có vừa ý không? Có vừa lòng không? 마음에 드세요. 마음에 들지 않나요? 마음에 들지 않나요? Không vừa ý, không vừa lòng, không vừa ý. Có phải đó là cái ba cái câu mà chúng ta sẽ học, cho chúng ta cần ghi nhớ trong ngày hôm nay? Mình sẽ đọc cho các bạn và các bạn cố gắng tập đọc theo. 여러분 잘 따라해 보세요. 다른 것으로 바꿔 주세요. 다른 것으로 바꿔 주세요. 교환해 주세요. 교환해 주세요. 마음에 드세요. 마음에 드세요. 마음에 들지 않나요? 마음에 들지 않나요? 여러분 잘 따라하셨죠? 지금 우리 문법을 같이 알아볼까요? Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu cái phần ngữ pháp. Cái phần ngữ pháp mà liên quan đến cái bài học hôm nay, mình sẽ giới thiệu đến cho các bạn có hai phần. Cái phần thứ nhất đó là gì? Danh từ cộng với 때문에. 명사 cộng với 때문에 có nghĩa là, cũng là diễn tả một cái nguyên nhân, lý do vì cái gì đấy. Thì bây giờ nói chung có nhiều cái ví dụ để cho các bạn có thể tìm hiểu. Trước hết chúng ta đi tìm hiểu ví dụ thứ nhất.